Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài truyền hình Mường Trà. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Mường Trà đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Xã Nà Sang nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân huyện vùng biên Mường Trà đã và đang có những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhận thức được tầm quan trọng của chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện ủy Mường Trà thường xuyên quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của người cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cũng có sự chuyển biến tích cực. Vai trò trách nhiệm của người đảng viên cũng như người đứng đầu cũng được xác định rõ. Có thể nói là thực hiện cái việc này thì cái mà kết quả đạt được nó rõ nét và nó thay đổi được cái hoạt động của cơ quan, đơn vị thì cái vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng. Người đứng đầu phải thực hiện, phải rất là gương mẫu, phải rất là nề nếp đấy. Thì cái hoạt động của cơ quan đấy mới có hiệu quả. Thế những năm qua thực hiện những cái chỉ đạo chung của tỉnh và huyện này thì chúng tôi đã tăng cường cái công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ và đặc biệt là quan tâm đến việc đánh giá cán bộ là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương. Thế do vậy nên là cái hoạt động rồi là cái ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đấy thì cũng có nhiều cái chuyển biến, nhất là trong việc thực hiện cái chức trách nhiệm vụ trong cái việc quản lý và tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị mình. Qua thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng được nâng lên. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện có 2.683 đảng viên với 48 chi đảng bộ trực thuộc. Qua đánh giá phân loại năm 2018, có trên 25% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Hơn 71% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về chất lượng đảng viên, có khoảng 14% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hơn 78% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị cơ bản đều tăng qua các năm. Thời điểm này, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 17,5 triệu đồng trên người trên năm. Ở các địa phương, cơ quan đơn vị đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở. Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm đã được cấp ủy đảng phối hợp với chính quyền tập trung giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nhà nước và chính phủ đưa cái cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho bà con nhân dân. Nên chúng tôi cảm ơn Đảng và chính phủ và luôn một lòng đi theo Đảng và chính phủ. Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian qua, Đảng bộ huyện đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Công tác tự phê bình và phê bình được các chi đảng bộ các cấp thực hiện nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh. Cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, kiên định, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống có nhiều chuyển biến rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được các chi đảng bộ, cơ sở quan tâm thực hiện. Từ đó, góp phần khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Thì đối với xã chúng tôi thì cũng
triển khai đến tận các cái thôn bản, các đồng chí đảng viên, đặc biệt là chúng chủ nhân các cá nhân ở các cái tổ chức cơ sở đảng, bộ máy quản lý nhà nước ở xã. Thế đối với chúng tôi ở đây thì chúng tôi cũng có cái sự thống nhất cao từ đảng bộ cho đến thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tất cả các cái ban ngành đoàn thể, những cái chủ trương, những cái công việc của nội bộ cũng như là các cái chủ trương chính sách của đảng nhà nước là điều tập thể phải thống nhất cao, sau đó là đưa ra để triển khai ở các cái chi đảng bộ cũng như là các cái thôn bản. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp cơ sở đảng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến với cách làm sáng tạo trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tại Công an huyện Mường Trà, đơn vị đã có nhiều nội dung gắn với các phong trào, cuộc vận động, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao hiệu quả trong công tác. 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với nội dung 3 xây, 3 chống. Tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai những việc làm cụ thể, đa dạng và luôn đổi mới, hiệu quả trên các mặt công tác. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thứ nhất là chủ động trong công tác nắm tình hình, và thứ hai là nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, gắn với cuộc vận động để phục vụ trong vụ cải cách hành chính, tránh gây phiền hà cho nhân dân, từ đó để góp phần cái hình ảnh công an dân gần dân và phục vụ dân. Các cấp, các ngành, các tổ chức cơ sở đảng huyện Mường Trà tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Kịp thời biểu dương khen thưởng những gương điển hình, nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản, Đảng bộ xã Na Sang, huyện Mường Trà đã chọn phương châm hoạt động. Muốn thành công, trước hết phải triển khai từ các bản để từng đảng viên hiểu và thực hiện, tuyên truyền đến bà con nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trong toàn xã, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là những hình ảnh trong buổi sinh hoạt tại chi bộ bản Hìn 2, xã Na Sang, huyện Mường Trà cách đây 4 năm và hình ảnh sinh hoạt chi bộ bản Hìn 2 trong tháng vừa qua. Tại buổi sinh hoạt, các vấn đề cần tuyên truyền đã được triển khai đến từng đảng viên, như nuôi nhốt trâu bò dưới gầm sàn của một số hộ dân, tuyên truyền cho người dân hiểu sự nguy hiểm của việc vớt củi dọc bờ sông trong mùa mưa lũ, và công tác tái đàn trong chăn nuôi lợn sau dịch tả lợn châu Phi. Là một đảng viên sinh hoạt trong chi bộ bản Hìn 2 gần 50 năm, ông Lường Văn Kiệu là một trong những người hiểu rõ nhất về những thay đổi trong các buổi sinh hoạt chi bộ tại bản mình. Đảng viên chúng ta phải nắm bắt được đường lối của đảng và nhà nước để mà chúng ta vươn lên, còn là đuổi theo chỗ đảng viên bây giờ càng ngày càng phát triển nhiều. Đảng viên bây giờ coi là trước kia là bây giờ là 78 trong chi bộ đấy, nó đủ cái điều kiện để chúng ta coi là phát triển đảng viên và đồng viên coi là nhân dân đi theo đường lối của đảng và pháp luật của nhà nước, làm sao để nuôi dưỡng mà chúng ta coi là vận động bà con coi là giữ được trật tự trị an, hai nữa là mình chạy lại xã hội. Và chúng ta phải tuyên truyền và vận động bà con đi theo và nói theo và chúng lời nói của đảng viên nói và làm. Không chỉ có chi bộ bản Hìn 2 mà 12 chi bộ còn lại của xã Na Sang luôn thực hiện đầy đủ nề nếp sinh hoạt hàng tháng, triển khai nội dung sinh hoạt đến từng đảng viên.
Qua báo cáo của từng chi bộ bản, trong những năm gần đây, tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt hàng tháng đạt tỷ lệ cao, 97%. Đến nay, Đảng bộ xã Na Sang có tổng số 205 đồng chí, trong đó có trên 50% số đảng viên dưới 40 tuổi. Hầu hết các đảng viên đều xác định được tính chất, ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm việc duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Qua cuộc họp chi bộ thì tôi nhận đã nắm bắt được về vấn đề về môi trường, về đất đồi trọc trồng lạc và trồng dứa này của bà con, cái đất nào mô hình nào tốt thì chi bộ đã triển khai tưới, và qua đó tôi đã nắm bắt là về triển khai cho bà con, thì chúng tôi đến tận nhà bà con hướng dẫn bà con cách làm ăn, hướng dẫn bà con về vệ sinh môi trường, không được vứt rác bừa bãi, phải vứt rác vào đúng nơi quy định, và tuyên truyền cho các hộ gia đình là có con em đang học ở các trường gần mặt đường ấy là không được đi hàng 3, hàng 2 đi đến trường. Bên cạnh đó, các chi bộ trong xã đã xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa bí thư chi bộ với chi ủy viên, với trưởng bản. Các chủ trương của xã, những vấn đề quan trọng đều được tập thể chi bộ bàn bạc, thống nhất và được thực hiện, giải quyết kịp thời. Nhờ vậy, trong những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã mỗi năm giảm từ 3 đến 5% một năm. Các vụ tranh chấp bất hòa được giải quyết ngay từ cơ sở. Chúng tôi cũng đã họp chi bộ, nhất là về triển khai nghị quyết của Trung ương với lại của Đảng ủy xã tới các đồng chí đảng viên trong chi bộ, thì làm sao để phát triển đảng này, nhất là về đảng viên trẻ. Hiện nay thì chúng tôi đã phát triển được 4 đảng viên trong năm nay, thì chúng tôi cũng đã triển khai tới các đồng chí đảng viên trong chi bộ ấy, nhất là về cái phát triển kinh tế này, văn hóa xã hội này, thì cũng là đấy là đảng viên là phải thực hiện trước để cho bà con học hỏi kinh nghiệm và làm theo. Đối với một số chi bộ bản ở xa mới thành lập, số lượng đảng viên ít như Hủy Xuân, Hủy Hà, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Đảng ủy xã Na Sang đặc biệt quan tâm. Xã có 13 chi bộ, đấy, đặc biệt là xã đã phân công nhiệm vụ, đấy, tổ chức họp ban chấp hành, đấy, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đó phụ trách từng chi bộ và từng bản, đấy, để duy trì một là sinh hoạt, đấy, theo thường kỳ là mỗi tháng sinh hoạt một lần, đấy, để duy trì sinh hoạt, trong đó để nội định hướng được cái nội dung ấy, để nâng cao nhận thức cho chi bộ và đảng viên và duy trì được sinh hoạt, thì xã cũng đề ra cái nội dung đề cập đến nội dung là nghị quyết của đảng ủy, hai nữa là nghị quyết chuyên đề, đấy, để trực tiếp sinh hoạt ở đấy. Trong cái thời gian qua thì cái việc tổ chức sinh hoạt đảng ở trên địa bàn xã thì vẫn được, đến thời điểm này vẫn được duy trì. Đấy, cơ bản là mỗi tháng sinh hoạt một lần trừ trường hợp bất thường. Thế thì từ đó thì cái việc sinh hoạt đi vào nền nếp thì cũng được nâng cao nhận thức, đấy, của từng chi bộ và từng cán bộ và đảng viên trên địa bàn xã. Với việc thực hiện các giải pháp đổi mới và đồng bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Na Sang từng bước được nâng lên. Năm 2018, Đảng bộ xã Na Sang có 6 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có chi bộ trung bình, yếu kém. 16% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả trên đã cho thấy hiệu quả trong việc sinh hoạt chi bộ bản, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Chương trình của Đài Truyền hình Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.